TPP sẽ mang cơ hội để nông dân các nước tăng tính cạnh tranh trong sản xuất nông sản khi rào cản thuế được bãi bỏ. Nông sản giữa các quốc gia trong hiệp định được xuất khẩu thuận lợi hơn. Nhưng theo đó, nếu nông sản trong nước không sạch, không tốt, cũng sẽ bị nông sản ngoài lấn át ngay trên chính đất nước của mình. Chính vì vậy, nông dân Việt Nam đang đứng trước rất nhiều những thách thức trước TPP, như lời Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã phát biểu. Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát, Việt Nam có 23 triệu người làm nông nghiệp với 10 triệu hộ, trong đó 11 nước thành viên TPP còn lại có 20,5 triệu nông dân. Như vậy, Việt Nam chiếm hơn một nửa số nông dân trong khối TPP. Với khối lượng nông dân lớn như vậy, thì nhiệm vụ của ngành nông nghiệp rất nặng nề để giúp nông dân hội nhập. Thế và nhiệm vụ của chúng ta là phải hỗ trợ cho 10 triệu hộ nông dân, và với 23 triệu người đó thay đổi cách làm, thay đổi cách nghĩ, thay đổi cách làm để làm cho cuộc sống của mình tốt hơn với sự hỗ trợ của nhà nước. Chúng ta không thể cầm tay chỉ việc và giám sát từng hộ trong 10 triệu hộ nông dân, mà chủ yếu là phải thay đổi nhận thức và trên cơ sở đó thay đổi hành vi của họ. Thì để làm tất cả những điều đó có nhiều kênh để truyền tải và giao tiếp giữa nhà nước và người dân. Khi gia nhập TPP, thị trường tiêu thụ nông sản được mở rộng hơn với Hoa Kỳ, Nhật Bản, Australia, Singapore. Những thị trường này sẽ giúp Việt Nam có cơ hội giảm áp lực phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống nhưng lại thiếu bền vững. Tuy nhiên, để tận dụng được lợi thế này, ở tầm vĩ mô, Bộ Nông nghiệp cùng với các bộ ban ngành liên quan cần giúp người dân thay đổi cách thức sản xuất theo hướng hiện đại. Chúng tôi đang đề xuất phải sửa đổi luật đất đai, sửa luật chính sách về đất đai để thực hiện một cái câu được ghi trong báo cáo chính trị của Đại hội Đảng là thiết lập thị trường quyền sử dụng đất, tạo điều kiện để tích tụ ruộng đất để phát triển sản xuất, ý nói là để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư trong nông nghiệp, để tạo điều kiện cho những nông dân sản xuất giỏi có đất để sản xuất. Theo nhận định của các chuyên gia, nông nghiệp Việt Nam có nhiều tiềm năng khi hội nhập, nhưng các thách thức là rất lớn và khó vượt qua nếu không tích cực và chủ động thay đổi.